Thì lần đầu tiên em sử dụng á thì em cũng thấy nó không có kết quả gì nhiều hết trơn á. Nhưng đến lần thứ hai em sử dụng thì em thấy da mặt của em nó kiềm dầu rất là nhiều luôn. Rồi qua 3 tuần sử dụng á thì em thấy da mặt của em những cái mụn sưng, mụn viêm đỏ nó giảm hẳn, nặng ra nó rất là dễ, với lại là nó không có để lại vết thâm trên da mặt của em. Lỗ chân lông của em hả, nó cũng giảm rất là nhiều luôn, nó nhỏ hơn so với trước rất là nhiều. Bạn biết mặt nạ trị mụn Cariofi qua đâu? Em biết sản phẩm này là do bạn chung lớp của em giới thiệu á chị. Nó thấy da mặt của nó xài sao mà mịn quá, đã quá nên em mới hỏi thử. Bạn đánh giá thành viên mới nhà Cariofi bao nhiêu trên 10? 8.5/10, tại vì nó nhiều tinh chất quá hả, em xài không hết, mỗi lần em xài xong em phải dục, em tiếc dữ lắm luôn. Cảm nhận đầu tiên sau 30 ngày sử dụng mặt nạ Cariofi của bạn là gì? Nói chung mình rất là hài lòng vì sản phẩm có độ cấp ẩm rất là tốt, khá là phù hợp với da của mình. Ngày hôm trước mình có một nốt mụn do ăn sầu riêng và sau khi sử dụng sản phẩm của Cariofi thì nốt mụn của mình đã xẹp đi hẳn. Bạn biết mặt nạ trị mụn Cariofi qua đâu? Mình biết sản phẩm mặt nạ trị mụn của Cariofi do tình cờ xem trên mạng khám. Bạn đánh giá thành viên mới nhà Cariofi bao nhiêu trên 10? Đánh giá 9/10, vì mình khá là quan tâm đến các sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như là mặt nạ của Cariofi. Vì không có cồn, không có hương liệu nên là mùi rất là dịu nhẹ. Tuần thì mình có sử dụng thử cái mặt nạ này trong lúc mà mình đi biển cùng với đám bạn. Cả bốn đứa tụi mình giăng nắng hơi nhiều cho nên là da thì nó bị sạm và bị rát. Sau khi tụi mình đắp mặt nạ này khoảng 20 phút thì kiểu như là cái da của mình nó được phục hồi lại á. Nó mát và nó mịn hơn rất là nhiều luôn, và đặc biệt là nó không bị kích ứng da giống như là cái dòng sản phẩm mới trên thị trường. Ban đầu thì mình rất là sợ, chưa chắc chắn khi mà mua sản phẩm này, nhưng mà khi mà mình biết nó hoàn toàn chiết xuất từ tự nhiên thì mình rất là an tâm, và sử dụng nó thì mình cảm thấy nó rất là tốt luôn. Mình biết Cariofi này là qua bài review của chị Thiều Thanh Yến. Bạn đánh giá thành viên mới nhà Cariofi bao nhiêu trên 10? Mình đánh giá em này 9 điểm, tại vì mình chỉ thích những cái có mùi thơm, nhưng mà em này thì nó không kiểu như là mùi thơm của nó chỉ vừa phải thôi chứ nó không có thơm nhiều. Em cảm thấy là bạn nào mà thuộc da dầu với lại nhiều mụn ẩn như em thì nên xài lại mặt nạ này, tại vì nó se nhân mụn khá nhanh, không bị lên mụn giống như là các loại mặt nạ khác, và hiệu quả rất là nhanh luôn. Em xài khoảng 2 tuần là đã có hiệu quả rồi. Bạn biết mặt nạ trị mụn Cariofi qua đâu? Em coi review trên Facebook chị. Em nghĩ là 10/10 nó xứng đáng. Mình thấy là da mình sáng hơn nè, dưỡng ẩm tốt hơn, với lại là dường như là những cái tinh chất trong cái sản phẩm này nó thấm hết vào trong da ấy. Rồi những cái tinh chất còn dư á, là mình có thể sử dụng trên cổ hay là để ở trong tủ lạnh để sử dụng cho những lần sau, nó rất là tiết kiệm. Bạn biết mặt nạ trị mụn Cariofi qua đâu? Cái này là do bạn mình cho mình dùng thử, xong rồi là mình nhờ bạn mình mua dùng mình, xong rồi mình tiếp tục dùng tới bây giờ. Bạn đánh giá thành viên mới nhà Cariofi bao nhiêu trên 10? 9.5. Còn bạn thì sao? Hãy dùng và cảm nhận với mặt nạ Cariofi.